Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để treo máy auto cầy vàng nhanh nhất mà không mất công sức nhá. Và hướng dẫn luôn cho các bạn cách để cài phần mềm auto ngon và hoạt động ổn định. Bắt đầu nhá. Rồi, và để làm auto cầy vàng này thì chúng ta chắc chắn là phải có phần mềm auto rồi. Thì ở đây là ClickMate các bạn nhá. Nó cũng là một dạng phần mềm auto click. Nhưng mình thấy phần mềm này nó hoạt động ngon, ổn định và cũng rất là dễ sử dụng nữa. Thì cách cài như thế nào thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cách hoạt động của cái phần mềm này nó như thế nào. Chúng ta nhấn vào ClickMate để bật nó lên. Ở trên dòng Start nó sẽ có một cái công tắc. Chúng ta nhấn vào để bật cái hộp công cụ điều khiển lên nhá. Đó. Bây giờ chúng ta tắt cái phần mềm ClickMate này đi. Thoát đại nhiệm. Rồi, và bây giờ chỉ còn lại cái hộp công cụ điều khiển thôi. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến đặt các hành động để cho tí nữa máy nó sẽ tự học theo các hành động của chúng ta. Thì để đặt như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào nút hình tròn có cái chấm đỏ đỏ để nó ghi lại các hành động của chúng ta nhé. Đó, sẽ có một lớp phủ mờ mờ lên cái màn hình. Bây giờ chúng ta thao tác bất kỳ một thao tác gì vào màn hình thì cái phần mềm này nó sẽ ghi lại toàn bộ và tí nữa nó sẽ tự động hành động lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào game. Đây là hành động đầu tiên thì cái phần mềm này nó cũng sẽ ghi lại. Chúng ta đợi một chút cho vào game nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào Dream FC, cái phần đã offline nhé. Đó, thì chúng ta nhấn tiếp một lần nữa để vào phần đội hình. Nếu các bạn sợ chưa nhấn được thì các bạn nhấn tiếp một lần nữa vào đấy. Sau đó chúng ta nhấn vào Play. Mỗi một lần mà chúng ta nhấn thì cái lớp phủ nó sẽ nháy một cái nhé. Khi mà vào đội hình thì chúng ta cứ nhấn vào màn hình 1 đến 2 cái để cho nó qua nhanh cái phần này. Đó. Và tiếp đến chúng ta sẽ nhấn vào phần tạm dừng ở góc trên cùng bên trái nhá. Và tiếp tục chúng ta nhấn quit. Và chúng ta nhấn yes. Tất cả các hành động này, cái phần mềm này nó đều ghi lại. Để tí nữa chúng ta chỉ cần ngồi chơi thôi, máy nó sẽ tự làm hết. Chúng ta tiếp tục nhấn continue. Và hiện giờ thì nó đã hiện quảng cáo ở bên ngoài rồi. Nhưng ví dụ mà chúng ta vào trận và thoát trận mà cái quảng cáo nó vẫn chưa hiện ra thì chúng ta sẽ phải làm cái hành động là thoát ra thoát vào khoảng vài ba lần gì đó thì cái quảng cáo nó mới xuất hiện nhá. Thỉnh thoảng nó bị lỗi như vậy. Chúng ta sẽ thoát ra thoát vào tầm 4-5 lần gì đấy các bạn nhá. Để cho cái quảng cáo của chúng ta nếu như mà nó không hiện thì nó sẽ hiện ra. Hoặc các bạn chờ tầm 10-20 giây gì đấy. Đó, chúng ta cứ thoát vào thoát ra như thế nào. Xong chúng ta lại vào phần đội hình. Các bạn lưu ý là lúc thoát ra là nhấn cái hình tam giác ở cái hộp công cụ các bạn nhá. Lúc này là nút thoát ra. Nếu như các bạn nhấn vào hai cái thì nó sẽ là exit này. Nếu mà nhấn nhầm chúng ta lại nhấn tiếp một lần nữa để nó quay lại. Đó, không có vấn đề gì cả. Chúng ta lại tiếp tục nhấn vào đá offline. Sau đó chúng ta lại vào phần đội hình. Đó, và khi đâu đó tầm 15-20 giây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào xem quảng cáo nhá. Và bây giờ chúng ta ngồi chờ tầm 30 giây để cho quảng cáo nó chạy hết nhá. Tại vì có những quảng cáo nó mất nhiều thời gian để xem hơn. Tầm 40 giây thì các bạn để nó chạy hết 40 giây đi. Xong sau đó thì chúng ta sẽ tắt nhá. Cái đợi cho quảng cáo nó hết đi đã. Rồi, cái dấu X của cái quảng cáo thì nó đã hiện lên rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ để thêm tầm 15 giây nữa nhá. Để đề phòng có những cái quảng cáo mà nó dài tầm 40 giây, 45 giây thì chúng ta sẽ không bị mất nhá. Khi mà chúng ta chờ thêm tầm 15 giây thì chúng ta sẽ nhấn vào cái hình tròn ở cái hộp công cụ nhá. Lúc này nó sẽ là nút home. Chúng ta nhấn vào đấy để về màn hình chính. Và sau đó chúng ta sẽ nhấn vào game để trở lại game nhá. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ được cộng 30 vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái hình vuông của hộp công cụ. Cái lúc này nó sẽ là nút đa nhiệm nhá. Đó. Chúng ta vuốt để thoát đa nhiệm xong, chúng ta sẽ nhấn vào hình vuông màu đỏ để kết thúc quá trình khi mà chúng ta xem cày vàng một lượt nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ lưu lại cái quá trình này để tí nữa chúng ta sẽ bấm vào nút chạy để cho nó tự chạy auto. Chúng ta nhấn vào hình ba gạch ngang của cái hộp công cụ auto nhá. Chúng ta nhấn vào option. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào set up để lưu cái hành động này lại. Mình sẽ lưu là cày vàng nhá. Nhấn cách thêm một cái. Xong chúng ta nhấn set. Còn cái phần repeat count này, đó là phần lặp lại bao nhiêu lần thì tối đa các bạn đặt 9999 đi. Các bạn đặt hết cỡ là được. Xong các bạn lưu. Bây giờ chúng ta lại thoát cái phần mềm ClickMate này đi. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhấn Play ở cái hộp công cụ auto này
thì máy nó sẽ tự động làm tất cả các hành động mà vừa nãy chúng ta vừa làm nhá. Rồi bây giờ máy nó sẽ tự động làm. Đó, vào game rồi đấy các bạn. Không phải là tay mình nhấn đâu các bạn nhá. Đây mình sẽ để tay lên cho các bạn xem này. Khi vào game thì chúng ta sẽ nhấn vào phần đó offline. Đó, nó đã tự động nhấn cái hành động lúc nãy mà chúng ta vừa nhấn rồi. Và tiếp theo vào phần đội hình. Và tiếp đến là sẽ vào play để đá. Đó các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chơi thôi, cầm một tách cà phê và chúng ta tận hưởng. Tầm vài tiếng sau chúng ta vào là sẽ có vàng. Hoặc là các bạn mà đi ngủ, các bạn để máy ở đấy thì sáng mai dậy các bạn sẽ có đầy vàng luôn các bạn nhá. Bây giờ đến thắp ra. Bây giờ là sẽ đến phần thoát ra thoát vào. Ở đây là cái xem quảng cáo nó đã xuất hiện rồi. Nhưng mà như lúc nãy mình nói, có một số trường hợp là khi chúng ta vào trận và thoát trận thì cái phần xem quảng cáo nó sẽ không xuất hiện luôn đâu, mà chúng ta phải chờ đâu đó tầm 15-20 giây, hoặc là thoát ra thoát vào vài lần. Cứ đi ra đi vào xong rồi vào chỗ phần xem đội hình thì cái phần xem quảng cáo này nó mới xuất hiện trở lại để chúng ta xem nhé. Cái phần mềm nó vẫn đang thoát ra thoát vào. Bây giờ là vào phần xem đội hình. Đó, bây giờ mới đến phần nếu mà xem quảng cáo đấy các bạn. Cái phần mềm nó vẫn đang tự chạy nhá. Và đây là quảng cáo của chúng ta. Có những quảng cáo mà nó dài hơn thì lúc nãy chúng ta đã xem dư ra tầm 15-20 giây rồi. Nên là chúng ta cũng không phải lo là tắt nhầm đâu nhá. Ví dụ như mà quảng cáo xem mà chưa hết mà chúng ta lại tắt đi thì chúng ta sẽ không được vào. Nên là chúng ta xem dư ra tầm 15 giây, 20 giây thì chắc chắn là cái quảng cáo đấy nó đã xem hết rồi. Và chúng ta tắt thì chúng ta sẽ chắc chắn được vàng nhá. Thế bây giờ cái quảng cáo nó đã hiện dấu X để tắt rồi đây. Nhưng mà chúng ta vẫn xem thêm 15, 20 giây. Đó, bây giờ đã nhấn về nút Home để ra màn hình chính. Sau đó bấm vào phần mềm để quay lại. Và chúng ta đã được vàng. Đó, và như vậy là chúng ta đã kết thúc một quá trình auto cày vàng. Và bây giờ sẽ đến với quá trình tiếp theo. Tiếp tục làm lại các hành động như lúc nãy. Vào game và xem thôi. Và bây giờ chúng ta tắt đi, sẽ nhấn cái hình vuông để tắt đi nhá. Đó, chúng ta tạm dừng các hành động. Phần mềm hoạt động cũng rất là ngon. Thì các bạn có thể ứng dụng làm bất kỳ hành động nào mà các bạn muốn nhá. Ví dụ các bạn muốn treo máy đá offline thì các bạn cứ vào trận để cho đá hết trận thôi. Hoặc là các bạn muốn treo máy đá online thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Nói chung là rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Chỉ có điều là các bạn treo máy 24/24 chẳng hạn thì nó rất là hại máy. Thật sự là hại máy luôn. Máy nó nóng như là cái lò nướng. Và bây giờ sẽ là phần tải cái phần mềm này như thế nào. Thì các bạn mà tải ở trên Google Play thì không được đâu các bạn nhá. Ở trên Google Play thì các bạn phải mất tiền mua thì mới được bản Pro, gọi là bản full chức năng đấy các bạn. Còn hiện tại là trên Google Play chỉ là bản thử thôi, cái bản full chức năng, bản premium. Thì chúng ta sẽ phải vào Google nhá. Sau đó chúng ta gõ ClickMate. Thì ở đây sẽ có ClickMate Pro luôn. Thì ở dòng trên đầu sẽ là tải ClickMate APK Mod Premium đây các bạn. Bản mở khóa. Chúng ta nhấn vào. Và chúng ta sẽ nhấn vào cái chữ tải xuống đây nhá. Chữ tải xuống hình màu trắng đấy. Chúng ta nhấn vào thì nó hiện lên một cái liên kết bên ngoài. Thì chúng ta thoát ra nhiệm đi nhá. Và quay trở lại Google. Tiếp tục nhấn vào ClickMate ở bên trên. Và chúng ta lại tiếp tục thoát ra nhiệm đi. Và quay trở lại Google của chúng ta. Và bây giờ liên kết của bạn gần như đã sẵn sàng. Đó, bây giờ đã hiện lên chữ tải xuống. Thì bây giờ chúng ta nhấn vào nhá. Và chúng ta lại tiếp tục thoát ra nhiệm một lần nữa. Và bây giờ tải tệp số lần nữa. Ở đây thì mình tải trước đó rồi. Thì bây giờ nó sẽ hiện là tải tệp số lần nữa. Các bạn nào mới tải thì sẽ là tải xuống nhá. Các bạn đợi một tí để cho nó tải. Rồi, nó đã thông báo là đã tải xong một tệp. Và chúng ta nhấn mở. Và bây giờ đang cài đặt. Cài đặt xong thì chúng ta nhấn mở thôi. Bạn nào mà chưa cấp quyền cài đặt các ứng dụng bên ngoài thì phải cài đặt nhá. Cài đặt ở phần Google để cấp quyền cài đặt các ứng dụng bên ngoài Google Play. Đó, cài xong thì chúng ta sẽ vào phần mềm. Tiếp tục chúng ta nhấn nút đỏ Innap đấy nhá. Chúng ta nhấn vào ứng dụng đã cài đặt. Và chúng ta bật cái ClickMate này đi để cấp quyền cho ứng dụng này nó được hoạt động. Chúng ta bật lên. Chúng ta tiếp tục nhấn vào cái ô đỏ một lần nữa và quay trở lại. Đó, chúng ta nhấn vào Skip để bỏ qua tất cả nhá. Rồi, và bây giờ đã là phần mềm UR Pro U. Đây là phần mềm premium, phần mềm đã unlock
tất cả full chức năng rồi các bạn. Và chúng ta sẽ bật state lên. Đó, cái công cụ điều khiển của chúng ta đã xuất hiện rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng như bình thường. Chúc cho tất cả các bạn cài được phần mềm và cày được thật nhiều vàng, nhiều kim cương cho con ạc yêu thích của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu ủng hộ mình, bấm đăng ký kênh và tham gia group mình để dưới phần mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.